Hiện nay sản phẩm tẩy tế bào Shadow đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có được làn da mịn và hương thơm ngọt ngào như trái cây. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng tẩy tế bào Shadow, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng tẩy tế bào Shadow. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là nó làm trắng sáng da và ngăn ngừa lão hóa da, loại bỏ đi vùng da khô và bị xỉn màu. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng tẩy tế bào Shadow mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng giúp nuôi dưỡng và không phục làn da mịn với những dưỡng chất tự nhiên, giúp cho làn da không bị thâm đen hoặc khô khan thiếu sức sống. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là chống lão hóa da cực kỳ tốt và cân bằng được độ ẩm làm săn chắc da hàng ngày. Khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng tẩy tế bào Shadow này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua tẩy tế bào Shadow về dùng để cải thiện cho làn da của mình hơn. Sữa rửa mặt Symbola, dòng sữa rửa mặt đình đám của Nhật được nhiều chị em tin dùng nhiều lắm. Nhiều bạn rất phân vân không biết liệu có hợp với da của mình không, chứ còn lên mạng đọc thì thấy ai cũng khen nhiều lắm. Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ cho bạn biết sữa rửa mặt Symbola hợp với da nào, để bạn yên tâm mua về dùng mà không lo phí tiền vì không hợp nhé. Tẩy tế bào Shadow hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào Shadow hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.